Sáng ngày 3 tháng 7, lực lượng chức năng cho biết đã ghi nhận một thi thể bị cháy tại hiện trường vụ bồn chờ xăng dầu trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thi thể trên nghi là tài xế xe tải. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận cuối cùng. Ngoài ra, tài xế xe bồn chở xăng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Lúc 21 giờ 25 phút ngày 2 tháng 7, vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe tải xảy ra tại km 50 500 cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thuộc huyện Gia Lộc, Hải Dương. Nhân chứng tại hiện trường cho hay ngọn lửa bùng lên rất mạnh, bốc cao, rồi lan sang cả phía ngoài hộ lan đường cao tốc đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc hà nội hải phòng cho hay trong xe bồn chứa nhiên liệu xăng dầu nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh kèm theo tiếng nổ lớn lực lượng cứu hộ đứng cách xa hàng chục mét vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ vụ cháy địa điểm xảy ra sự việc là nơi mặt đường khô biển báo hộ lan đầy đủ và trời không mưa vụ cháy đã khiến một chiều đường cao tốc theo hướng hà nội hải phòng bị un tắc kéo dài sau khi xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng ngay lập tức đến hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 19 phút ngày 3 tháng 7 tại nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi xe điện xe đạp ở số 243 phố Tô Hiệu quận Cầu Giấy Hà Nội. Khi phát hiện khói lửa, người dân hô hoán và thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy nhanh chóng tiếp cận cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn. Phát hiện cụ bà 92 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận và đưa người bị nạn xuống nơi an toàn. Nơi xảy ra cháy ở khu vực tầng 1 chứa nhiều hàng hóa gây khó khăn cho công tác dập lửa. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã chi viện phối hợp khẩn trương dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó không có thiệt hại về người. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 150 m2, trong đó tầng 1 sử dụng làm kinh doanh đồ chơi, phụ kiện xe điện, xe đạp, tầng 2 đến tầng 4 để ở. Công trình đã thực hiện các giải pháp tạm thời về an toàn cháy nổ, mở lối thoát tại cửa sổ các tầng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an quận Câu Giấy điều tra làm rõ. Sáng 2 tháng 7, tại đường Tô Hiệu, quận Câu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ cháy ở tòa nhà 8 tầng là tổ hợp văn phòng cho thuê. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tại chỗ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Theo nhân chứng, ngay khi phát hiện có hỏa hoạn, cảnh sát đã có mặt triển khai các phương án cứu hỏa. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Hỏa hoạn đã khiến nhiều người lo sợ tháo chạy. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà AZ Building thuộc đường Tô Hiệu là một tổ hợp văn phòng gồm nhiều công ty hoạt động tại đây. Theo người dân, do tòa nhà cao tầng buộc cảnh sát đã phải phá tường kính ở tầng 6 để vào bên trong tìm người giải cứu. Theo ghi nhận, vào 10 giờ 30 phút hôm nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa lối ra vào tòa nhà. Công an vẫn đang có mặt để bảo vệ hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 30 tháng 6 Cơ quan chức năng quận Bình Tân đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt 3 tầng nằm trong hẻm trên đường Liên khu 4, 5. Thời điểm trên, cửa ra vào căn nhà đang đóng, phát hiện vụ việc, một số người dân đã nhanh chóng hô hoán thông báo cho người bên trong. Lúc này hai người lớn và một trẻ nhỏ trong căn nhà đã kịp thời chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm thoát nạn. Nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Trong cháy lan đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hỏng. Sáng 26 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Thành Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Đại Chính. Tổ 6 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên là bố đẻ của nạn nhân NTH tử vong trong vụ hỏa hoạn. Đoàn công tác đã thăm hỏi động viên, chia sẻ với mất mát và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp hội đoàn thể địa phương quan tâm kịp thời hỗ trợ sức người, sức của giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Trước đó, dạng sáng ngày 26 tháng 6, tại ngôi nhà 2 tầng thuộc tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Căn nhà 2 tầng xảy ra vụ cháy vừa để ở, vừa làm văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề, chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Được biết, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 6 người, trong đó 4 người tự thoát nạn, 2 người bị mắc kẹt. Hai nạn nhân bị mắc kẹt là chị NTH, sinh năm 1982 và chồng mang quốc tịch Ấn Độ, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó cả hai nạn nhân đều không qua khỏi. chiều ngày 26 tháng 6 tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ cháy 14 người tử vong xảy ra tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy hôm 24 tháng 5. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện, khu vực đầu xe máy điện làm cháy lấp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe xung quanh. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị chức năng đã tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm và tổ chức cá nhân liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ hai nội dung để xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của thành phố và lãnh đạo Bộ Công an thứ nhất đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ công an xác định trách nhiệm chính thuộc về bà ntt là người tổ chức cho thuê trọ và anh nkh con trai bà t là chủ nhà tuy nhiên hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét liên quan trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan thuộc trách nhiệm nêu trên nếu có về công tác quản lý nhà nước và trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy với nhà trọ nêu trên phó giám đốc công an thành phố hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đang phối hợp với viện kiểm sát thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần không vùng cấm không bao che để làm gương cho các trường hợp khác Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, nhà trọ kết hợp kinh doanh sửa chữa xe máy, xe điện ở ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, xảy ra cháy làm 14 người tử vong, 6 người bị thương. Công an thành phố Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vụ cháy. Như đã thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà khiến ba trẻ chết thương tâm là do mẹ của các cháu mở bếp ga rồi ra ngoài nhưng quên tắt. Sự bất cẩn đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tình trải qua nỗi đau mất con, bạn đọc VT chia sẻ. Bản thân tôi là bố, từng mất một người con. Đến nay đã 31 năm rồi mà khi nghĩ lại về con, tôi còn nhói đau trong lòng. Huống chi ở đây, gia đình mất đi cùng lúc ba cháu. Theo bạn đọc Trần Thuận, sự mất mát này quá lớn đối với vợ chồng trẻ, xin được chia sẻ nỗi đau quá lớn này. Mọi chuyện rồi sẽ qua và nỗi đau mất người thân sẽ làm mình sống sâu sắc và biết cảm thông với những phận đời hơn. Bạn đọc Công Khanh cho rằng vụ việc này là một bài học thấm thía, mọi người phải luôn kiểm tra ga, điện cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Bạn đọc Đa Năng nhắn nhủ, tôi ghi một tờ giấy để ngay chỗ cửa ra vào của nhà mình nhất điện, nhì ga, tam nhà, tứ nước. Dặn mọi người đi ra khỏi nhà thì phải nhớ điện, bếp ga, cửa nẻo và nước máy dùng có quên khóa không. Còn bạn đọc Phú có ý kiến, việc quên để lửa bếp ga là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện nay, nhiều loại bếp ga chưa có thiết bị phát hiện nhiệt độ vượt quá cao để tự động ngắt. Mong có doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu vì nhu cầu sử dụng an toàn rất lớn ngoài chia sẻ với nỗi đau của gia đình nhiều bạn đọc mong muốn được đóng góp ủng hộ cho gia đình các cháu bé bạn đọc đa quy bày tỏ thật thương tâm mong được góp một ít lòng thành cho hai vợ chồng trẻ này bạn đọc hạnh đoàn viết tội quá tôi muốn chia sẻ chút kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các bé được chu toàn